Chào anh em, chào bà con nha. Hôm nay giới thiệu bà con cái ống đập nước nè. Ống đập nước dùng cho tất cả các dòng động cơ máy xăng, máy dầu với động cơ điện nè. Động cơ máy điện từ 2 HP trở lên nha, 2 ngựa trở lên. Nhông xé thì xài được. Động cơ dầu á là từ 4 ngựa trở lên. Nghe anh hả? Nghe anh hả ơi. Chở rồi mà rồi đến chút lên cho chút lên gửi cho đây thì mà con ống đập nước nè, động cơ điện á, từ từ 2 ngựa 2 HP, động cơ dầu là từ 4 ngựa, động cơ xăng á thì 5,5 cốc xéo nha. Thì có 1 triệu mấy mà con ơi, bơm chống ngập chống úng rồi im lắm, với bơm đông sưng nè. Mấy tháng mà nước rút chưa kịp á, để tranh thủ kịp sống xuống giống đúng thời vụ mà nước rút trong ruộng chưa kịp á, dùng động cơ bơm ra. Rất là tiết kiệm nhiên liệu để dành cho bà con miền Tây bơm đông sưng nè. Nước rút chưa kịp á, bơm nhanh để xuống giống kịp thời vụ nè, làm đất xuống giống kịp thời vụ á. Này. Tất cả cỡ nha, bà con đặt cỡ nào cũng có, chỉ có 1 triệu mấy thôi. Từ 3, 44, 45, 48 đều có hết nha. Cái đầu ra, 45, 48 đều có hết. Tới nhỏ nhất là có 2 tấc cũng có luôn. Đặc biệt là cái này nó thiết kế thêm cái nòng trong. Nòng trong nó dễ giữ nước lên cao hơn, có thể 4, 5 mét là bình thường. Bắn thẳng là 4, 5 mét bình thường. Và có thể làm cho máy bơm nhẹ hơn, tốc độ lên mạnh hơn. Đó là số là bơm đạp siêu tốc dùng tất cả động cơ nha, chuyền nhông cúc thẳng cúc xéo xài dịch 2 cánh 3 cánh thì xài được. Hạn chế là cái gì, quạt nước hả? Cái ống bơm đạp siêu tốc. Bơm đạp siêu tốc. Chưa. Đặc biệt có nòng trong, nòng trong để giúp cho nước lên mạnh hơn, giữ nước tốt hơn, không bị tuột nước. Có này là để hướng nước đi thẳng, không bị sắn nước nè. Cái hướng dòng này nè. Rất là ok, dùng cho mấy tháng mà bơm nước ngập rất là úng, chống úng rồi nè. Gia đình hay bơm trong vườn trái cây ra để chống ngập cho cây ăn trái nè. Hoặc những tháng nước rút mà rút chưa kịp á, mà là xuống giống không kịp á, ruộng á, thì bơm nước trong ruộng ra để làm đất xuống giống kịp thời vụ, là bơm mấy này tiết kiệm nhiên liệu lắm mà con. Cái là bơm nông sưng đó, con miền Tây gọi là bơm nông sưng á. Này bơm là ok luôn, tiết kiệm nhiên liệu. Tất cả động cơ dùng được nha, động cơ điện á, là motor nè. Motor này từ 2 ngựa trở lên, 2 kW, 2 ngựa 2 mã lực trở lên là xài được. Còn có dầu á thì khoảng 4 ngựa trở lên là xài được. Và động cơ xăng á khoảng 5 ngựa là xài được các bà con. Tất cả cỡ luôn, từ 2 tấc 2 đến 4 tấc 4 đều đặt theo ý thích của bà con hết. Tùy theo máy lớn nhỏ mà đặt cho phù hợp các bà con. Chỉ có 1 triệu mấy vàng thôi bà con ơi. Một đầu bò bơm này thôi. Dùng như tất cả các máy luôn, bơm rất là nhanh, rất là ok.